Trong bối cảnh chỉ còn 6 ngày nữa, cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 sẽ chính thức diễn ra. Theo kết quả thăm dò mới được công bố, nhiều người dân Mỹ đang cảm thấy bất an về chiến dịch tranh cử tổng thống của hai ứng cử viên khi cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế đáng kể hơn so với đối thủ. Kết quả thăm dò tiến hành với 1.233 người từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 10 cho thấy có tới 70% số người được hỏi bày tỏ lo lắng, thất vọng hoặc chỉ quan tâm phần nào đến chiến dịch tranh cử. Chỉ khoảng 30% cho biết hào hứng với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump. Tỷ lệ lo ngại trên còn lớn hơn so với thời điểm cách đây 4 năm, với 65%, mặc dù thời điểm đó diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Điều tôi quan tâm nhất là về vấn đề thuế. Chúng tôi muốn có được một đạo luật về cắt giảm thuế và việc làm được tiếp tục. Đó là lý do chúng tôi muốn ông Trump trở thành Tổng thống. Bà Harris là Tổng thống trong lòng tôi. Bà ấy có thừa năng lực để trở thành Tổng thống. Bà ấy sẽ tiếp tục chiến đấu và nước Mỹ sẽ tiến lên phía trước. Cảm giác bất an bao trùm cử tri Mỹ vào tuần cuối của chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc đua giữa hai ứng cử viên rất sát sao trên cả nước cũng như tại các bang dao động quan trọng khi các kết quả thăm dò gần đây cho thấy cả ông Trump và bà Harris đều không cho thấy lợi thế đáng kể hơn so với đối thủ.